Qua vô thường của thành phố Thái Nguyên. Một buổi sáng tinh mơ, dân làng ra đứng kín hai bên bờ sông, dõi theo một chiếc thuyền rồng chở người cô gái đẹp bơi ra bãi soi nơi có đền thờ mẫu, lấy nước về chùa tắm cho tượng Phật để mong Phật linh thiêng phù hộ độ trì cho dân làng.
khấn